Yeah. Nhưng mà cũng có rất là nhiều quý vị phụ huynh họ né tránh chủ đề này và nghĩ là để lớn lên trẻ tự biết. Thế thì để lớn lên trẻ tự biết hay là như tiến sĩ Hữu Lâm vừa nói là dạy từ bé càng nhỏ càng tốt để trẻ tự ý thức thì cái nào tốt hơn? Đương nhiên là dạy từ nhỏ. Còn thực ra là mình nói nếu mà không dạy cho bé trai về giới tính cũng không được, mình cũng phải dạy cho bé trai luôn, để bé trai biết được là đối bạn gái mình phải đối xử như thế nào, mình không được đụng vào bộ phận nào của bạn gái. Và sau này khi một giới mà biết được giới còn lại nữa thì các con tự bảo vệ mình rồi mà các con còn ngăn người khác, và thậm chí các con còn giúp được các bạn cùng giới với mình bảo vệ được chính mình nữa. Là khoảng 2 tuổi trở lên là bắt đầu mình cung cấp cho con vừa rồi. Và bé càng nhỏ nó nhớ ghê lắm, những cái từ ngữ hay là những cái gọi là những cái bộ phận quan trọng bé rất là nhớ, và sau này thì bé sẽ không còn hỏi nữa. Còn bây giờ lỡ hỏi rồi thì tôi chắc chắn luôn không còn biện pháp nào hết là phải trả lời thẳng cho bé. Mẹ, vì sao mẹ sinh ra con được? Vì mẹ phải gặp bố, đúng không ạ? Và sau này khi con lớn lên thì bố mẹ sẽ chỉ cho con, để con có được bạn trai, con có được bạn gái, rồi con cũng sẽ lập gia đình với bố mẹ, rồi con cũng sẽ sinh ra đứa con, gọi con bằng mẹ, gọi bố, mẹ là bằng bà, nhưng bây giờ con gọi bà ngoại vậy đó. Mình bắt đầu nói dần với trẻ những câu chuyện như vậy. Đối với trai mình cũng phải nói luôn. Và cứ cái câu chuyện đó mình cứ nối dài theo khi trẻ lớn lên thì chắc chắn là cái tư duy của trẻ rất là mở, và sự hiểu biết của trẻ rất là rộng và sâu về chính cơ thể của mình và cơ thể của thế giới còn lại. Yeah, và cũng như là có thể rộng mở về cả thế giới xung quanh mình nữa. Xin cảm ơn tiến sĩ Hữu Lâm với những lời chia sẻ vô cùng hữu ích dành cho quý vị phụ huynh, đặc biệt là dành cho quý vị đang có con nhỏ trong độ tuổi thích tò mò khám phá, thì chúng ta càng nên giúp cho trẻ có được cái nhìn chính xác, không né tránh những chủ đề mà trẻ đang thắc mắc, để qua đó trẻ có thể phát triển tư duy và phát triển hơn về mặt trí não để thành công trong tương lai. Còn đến đây thì Minh Ngọc xin hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo của Bí Kíp Hạnh Phúc vào lúc 16:40 thứ hai, thứ ba, thứ sáu, thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Minh Ngọc và tiến sĩ tâm lý Hữu Long xin chào và hẹn gặp lại.